Niên lịch Phật giáo. Câu hỏi của thượng tọa Sắc Tứ. Hỏi: Kính thưa thầy, Phật lịch 2546 năm và 2626 năm. Vậy, niên lịch nào là đúng và niên lịch nào sai? Xin thầy dạy cho chúng con biết. Đáp: Hiện giờ tín đồ Phật giáo trong nước cũng như ở khắp thế giới đều không biết rõ ngày tháng năm sanh của Đức Phật. Vì lịch sử của Đức Phật không có ghi chép cụ thể. Hiện giờ tín đồ Phật giáo đều dùng Phật lịch 2546 năm theo hệ Nam tông, chứ ít ai dùng 2626 năm theo hệ Bắc tông. Niên lịch Phật giáo Bắc tông không đáng cho tín đồ Phật giáo tin tưởng, vì thế mà không dùng niên lịch Bắc truyền. Mặc dù lịch sử chưa chứng minh được Phật lịch năm nào đúng sai là gì, không có sử liệu ghi chép lại chính xác. Cho nên năm 2546 và năm 2626 đều không đúng. Nhưng hiện giờ chúng ta dựa vào những cuộc họp Phật giáo thế giới chấp nhận lấy năm 2546 làm niên lịch Phật giáo. Bây giờ phần đông tín đồ Phật giáo quen dùng niên lịch Phật giáo năm 2546 năm là đúng hơn 2.626 năm.